Ngày 6 tháng 10, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện nghị quyết số 38 và nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức chi đối với đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên. Để kịp thời triển khai các nội dung của nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Lục Yên đã xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện. Đối với việc thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2019, huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 502 cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, kiện toàn, kinh phí 174 triệu đồng. Năm 2020 và năm 2021, cử cán bộ công chức viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức do tỉnh tổ chức. Về hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2021, huyện Lục Yên được tỉnh bố trí dự toán trên 1,8 tỷ đồng, đến nay đã sử dụng trên 1,2 tỷ đồng. Ban an toàn giao thông huyện cũng thực hiện chi hỗ trợ cho các thành viên, chuyên viên giúp việc ban an toàn giao thông huyện trong thời gian hoạt động kiêm nhiệm từ năm 2019 đến năm 2021, số tiền trên 85 triệu đồng. Trong việc thực hiện giám sát phản biện xã hội từ năm 2019, đến hết 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thực hiện 96 cuộc giám sát, một cuộc phản biện xã hội, thực hiện nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi. Từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện Lục Yên có trên 3.000 lượt người được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí thực hiện trên 1,6 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết số 38 và nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Mường Lai đã triển khai có hiệu quả các nội dung theo hướng dẫn, xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm. Qua đó, từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2021, xã Mường Lai đã thực hiện 11 cuộc giám sát, tổng kinh phí đã chi gần 8 triệu đồng. Số người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ đạt trên 200 người với kinh phí thực hiện 114 triệu đồng. Tại buổi giám sát, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Lục Yên thành lập ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, quan tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải, tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chủ động rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.